Trong bài thực hành này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng bộ lọc Color Halftone để tạo ra một mảng các lỗ nhỏ. Sau đó sẽ kết hợp chúng lại để tạo thành một chữ số có kích thước lớn và trông rất ấn tượng. Bài thực hành sẽ gồm 13 bước. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành bước 1 là nhập số 2 vào vùng ảnh. Trước hết, nhấn tổ hợp Ctrl N để tạo file ảnh mới. Đặt tên cho file ảnh mới là Point. Ở ô vuông thiết lập là 500 pixels hay là 500 pixels. Các thông số khác để mặc định nhấp OK. Trên thanh tool bar, nhấp chọn công cụ Horizontal Tile. Trong bảng character, chọn phông là Arial. Kiểu bold. Size là 100 pt. Khoảng cách chữ là âm 50. Ở ô color, thiết lập giá trị màu như sau. Red là 225. Green là 160. Blue 160. Nhấp OK. Nhấp chuột lên vùng làm việc và gõ vào số 2. Tiếp tục bước 2 là tùy chỉnh kích cỡ và màu cho số 2. Để tăng kích cỡ của số 2 thì nhấn tổ hợp Ctrl T. Lúc này sẽ xuất hiện quanh số 2 là một khung với các nút vuông nhỏ. Tiếp tục nhấn giữ phím Shift. Đồng thời nhấp và kéo. Sau khi đã tùy chỉnh với kích thước mong muốn thì nhấn Enter để kết thúc. Bạn có thể sử dụng công cụ Move Tool. Sau đó di chuyển text vào tâm layer. Tiếp tục bước 3, làm mờ số 2. Với layer text vẫn được chọn. Trên thanh menu vào layer. Chọn mực down. Lệnh vừa thực hiện có tác dụng là chọn layer 2 và layer background lại với nhau. Kết quả lúc này chỉ còn là layer background. Tiếp tục trên thanh menu vào filter. Tìm mục blur. Chọn Gaussian blur. Thiết lập giá trị radius là 12.5 pixels. Nhấp OK. Hiệu ứng mà chúng ta vừa áp dụng sẽ tạo cho ảnh bị nhòe và mờ đi. Kết quả như trên hình. Chúng ta tiếp tục bước 4. Chuyển đổi text thành các độ màu. Trên thanh menu vào Image. Tìm mục Adjustments. Chọn Levels. Ở mục Input Levels. Thì ở ô thứ ba chúng ta sẽ gõ vào giá trị là 245. Các thông số khác để mặc định, nhấp OK. Hiệu ứng mà chúng ta vừa thực hiện có chức năng làm sáng biên của chữ số. Kết quả có được như trên hình. Tiếp tục trên thanh menu vào Filter. Tìm mục Pixel Layer. Chọn Color Halftone. Ở mục Radius thiết lập là 12 pixels. Ở mục Channel 1 là 108. Channel 2 là 0. Channel 3 là 0. Và Channel 4 cũng là 0. Nhấp OK. Hiệu ứng mà chúng ta vừa áp dụng có chức năng biến đổi hình dạng đối tượng có trong layer hiện hành thành dạng các chấm nhỏ như chúng ta đang thấy. Tiếp tục bước 5, thêm nền màu đen vào ảnh. Trên thanh toolbar, nhấp chọn công cụ Magic Wand. Nhấp chọn chuột vào vùng ảnh màu trắng có trong mẫu thiết kế. Thao tác mà chúng ta vừa thực hiện có tác dụng là chỉ chọn vùng ảnh nào có màu trắng. Bây giờ, trong bảng layer, nhấp nút Create New Layer để tạo layer mới. Trên thanh toolbar, thiết lập nút màu foreground sao cho có màu đen bằng cách là nhấn phím D. Nhấn tổ hợp Alternate Delete để tô màu cho vùng chọn. Nhấn tổ hợp Ctrl D để bỏ vùng chọn. Chúng ta tiếp tục bước 6, thêm màu đỏ cho layer background. Trong bảng layer và layer 1 vẫn được chọn. Trên thanh toolbar, nhấp chọn công cụ Rectangular Mercure Tool. Tiếp theo,
Chúng ta sẽ vẽ một vùng tròn quanh test. Nhấn tổ hợp Shift Ctrl để đảo ngược vùng tròn. Nhấn Delete để xóa vùng ảnh được chọn. Tiếp tục nhấn tổ hợp Ctrl D để bỏ vùng tròn. Tiếp theo, trên thanh toolbar, nhấp chọn nút màu Foreground. Thiết lập các thông số màu như sau: Red 255, Green 66, Blue chúng ta vẫn giữ là 0, nhấp OK. Trong bảng layer, nhấp chọn layer background. Nhấn tổ hợp Alternate Delete để tô màu vừa thiết lập cho layer background. Kết quả sau bước 6 như chúng ta đang thấy trên hình. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước 7, tạo khung màu xám đen. Trong bảng layer và layer 1 được chọn. Trên thanh menu, vào Image, tìm mục Adjustments, chọn Hue Saturation. Thiết lập các thông số như sau: Hue là vẫn giữ là 0, Saturation cũng là 0, Lightness là 50. Nhấp OK. Hiệu ứng mà chúng ta vừa áp dụng sẽ chuyển màu của đối tượng có trong layer 1 sang một màu khác. Kết quả như chúng ta đang thấy trên hình. Tiếp tục bước 8, tạo hiệu ứng sáng cho đối tượng. Với layer 1 vẫn được chọn, nhấp nút Add Layer Style, chọn Drop Shadow. Ở mục Opacity, chúng ta sẽ giảm xuống 34%. Ở mục Size, giảm xuống còn 4 pixel. Bạn lưu ý, nếu lúc này ở hộp Color chưa có giá trị màu đen thì bạn phải thiết lập sao cho nó có giá trị màu đen. Tiếp theo nhấp OK. Hiệu ứng mà chúng ta vừa áp dụng sẽ tạo bóng độ cho đối tượng có trong layer 1. Tiếp tục nhấp nút Add Layer Style trong bảng layer. Chọn Bevel and Emboss. Ở mục Size giảm xuống là 3 pixel. Các thông số khác chúng ta sẽ để mặc định, nhấp OK. Hiệu ứng mà chúng ta vừa áp dụng sẽ tạo cho các lỗ nhỏ được nổi lên. Kết quả như chúng ta đang thấy trên hình. Ở bước này, nếu bạn muốn chỉnh sửa lại một hiệu ứng nào, thì bạn có thể nhấp đúp lên hiệu ứng đó và tùy chỉnh các giá trị cần thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục bước chính là tạo layer cấu trúc mây. Với layer 1 vẫn được chọn, nhấp nút Create New Layer để tạo layer mới. Chúng ta sẽ thiết lập cho nút màu Foreground sao cho màu đen bằng cách là nhấn phím D để trả về chế độ màu mặc định. Lúc này thì nút Foreground sẽ có màu đen và nút Background sẽ có màu trắng. Tiếp tục nhấp lên nút màu Foreground và thiết lập giá trị màu như sau: Red là 79, Green là 53, Blue là 15. Nhấp OK. Tiếp theo, trên thanh menu vào Filter, tìm mục Render, chọn Clouds. Tiếp theo, bạn có thể nhấn tổ hợp Ctrl F thêm một vài lần để lặp lại bộ lọc mà chúng ta vừa thực hiện cho tới khi kết quả như mong muốn. Chúng ta sẽ tiếp tục bước 10, tạo hướng sáng cho layer 2. Trong bảng layer và layer 2 vẫn được chọn. Trên thanh menu vào Filter, tìm mục Render, chọn Lighting Effects. Ở mục Texture Channel, chọn là Red. Tiếp theo, chúng ta sẽ tùy chỉnh hình ellipse sao cho ánh sáng như mong muốn. Nhấp OK. Hiệu ứng vừa áp dụng sẽ tạo hướng sáng cho đám mây và đồng thời tạo cấu trúc dàn đá. Tiếp tục bước 11, nhóm layer 2 và layer 1 lại. Trong bảng layer, nhấn giữ phím Alternate, rồi di chuyển trỏ chuột tới biến ngăn cách giữa hai layer. Chúng ta sẽ chờ cho tới khi con trỏ biến thành dạng vòng tròn như trên hình và nhấp chọn. Thao tác mà chúng ta vừa thực hiện sẽ nhóm hai layer nằm cạnh đường biên mà chúng ta đã nhấp chọn. Lúc này sẽ có hình mũi tên chỉ xuống từ layer 2 tới layer 1. Với thao tác vừa nhấp chuột thì ngoài việc dùng để nhóm hai layer lại, nó còn có chức năng là chỉ lấy phân giao của hai đối tượng có trong layer này. Kết quả như chúng ta đang thấy trên hình. Chúng ta tiếp tục bước 12 làm mềm cấu trúc.
Như chúng ta đang thấy thì cấu trúc dàn đá này hơi thô, do đó chúng ta sẽ làm mềm bằng cách là trong bảng layer và layer 2 vẫn được chọn thiết lập kiểu trộn màu thành supply. Thuộc tính mà chúng ta vừa áp dụng đã làm cho bề mặt cấu trúc đã mịn đi rất nhiều, kết quả như chúng ta đang thấy trên hình. Chúng ta sẽ tiếp tục bước cuối cùng, bước 13, thêm test để hoàn thành mẫu thiết kế. Trên thanh toolbar nhấp chọn công cụ Horizontal Tile. Tiếp theo nhấn phím D để trả về chế độ màu mặc định. Trong bảng character chọn phông là Arial. Với size là 40 pt. Khoảng cách chữ là 100. Tiếp theo nhấp chuột lên vùng làm việc, gõ vào mục test bất kỳ. Tiếp theo, bạn có thể tùy chỉnh test này sao cho có kích thước hợp lý. Kết quả cuối cùng thu được như chúng ta đang thấy trên hình.